trời xích tầm đẹp ba. À bây giờ ốp hả? Nên gọi ô, nên gọi bê đơ. Tại sao ốp hả nên gọi bê tầm kì chê? Ốp hả nên gọi ô chí tầm. Bây giờ sao ốp hả nên gọi bê à? Lửa xe chúa chế tóm chứ chứ mà. Đá. Mà Hãy subscribe cho
Oh.
Oh,